Hello các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cây ly trồng từ cũ. Và sẵn đó mình cập nhật cái cây sen mình trồng từ hạt hồi cái video hồi mấy năm trước mình quay á, thì hôm nay mình sẽ cập nhật chung vô cái video này luôn. Cái đầu tiên là cái ly trồng từ cũ. Năm rồi 2 năm trước mình có làm cái video là trồng hoa ly ly á, mà trồng từ cũ á. Thì sau đó đó là nó cũng có ra hoa, và 2 năm liên tục nó có ra hoa luôn. Năm nay năm thứ 3 rồi thì mình cũng quay lại cho các bạn xem. Lúc đó là mình trồng mỗi chậu, rồi sau đó mình chuyển nhà, cho nên là mình dồn chung lại tất cả với nhau luôn để dễ vận chuyển, rồi dễ đem nó đi. Các bạn xem nè, hôm nay đến mùa đó, nó tàn lúc mà nó ra bông xong rồi mình cắt nghe là nó tàn hết luôn, nó rụi hết 100% luôn, nhìn như chết vậy đó, cái chậu không có một cái cây gì hết. Rồi sau khi đến mùa của nó, đúng cái mùa xuân nó thức dậy á, bắt đầu nó nảy mầm lên đi như là củ tỏi vậy đó, rồi tự động nó lên luôn, mình không có cần móc nó lên, mình để yên nguyên trong chậu luôn. Thì sau vài tháng các bạn, nó cao lớn rồi, bông bắt đầu nó chuẩn bị ra nè. Nhưng mà bông ly á, thì nó ra sớm hay muộn là tùy vào cái loại của nó. Thí dụ như mình thấy cái loại màu vàng á, với loại màu trắng á, thì nó sẽ ra sớm. Còn đặc biệt cái loại màu hồng mà thơm á, thì nó sẽ ra muộn hơn những thằng khác. Các bạn nhìn thấy cây của mình không? Đã cao to khỏe luôn nè. Để mình quay qua nhiều góc. Đây. Rất là khỏe. Rất là mập. Unu. Còn cái hoa này nè, cái chậu này là chậu hoa thực dược đó các bạn. Mà năm rồi mình mua một chậu, mình về mình trồng. Sau đó cái nó chết. Chứ mình không có móc cái rễ nó lên, nó chết thiệt luôn nha, nó khô luôn. Chứ mình không có móc cái rễ nó lên. Đang cái chậu này, cái mình nhét cái cây ly vô luôn, mình trồng chung luôn. Thì năm nay từ với cái rễ nó mọc lên, cái cây mới là có hoa. Bây giờ mình mới biết là ở dưới cái chậu thực dược này nó sẽ có những cái củ. Giữ cái củ đó thì nó sẽ trồng ra hoa. Để nhiều người, thí dụ Tết đó mình đi mua bông về mình chưng á, cái mình thấy nó tàn rồi mình bỏ. Nhưng mà mình không bỏ thì nó là vẫn ra một cái cây mới cho mình, một cái sự sống mới ha. Còn đây á, là chậu sen. Đây chậu sen các bạn ơi. Mấy năm trước mình làm cái chậu sen á, có nhiều cô chú bác anh chị ủng hộ mình xem video đoạn đó cũng khá nhiều ha. Bây giờ mình cập nhật lại mùa đông, chết hết trơn, ngấm hết nguyên cái chậu, nhìn rất là hoang tàn sơ xác. Sau mùa đông thời mỹ thời tiết mà ấm lên một cái là bắt đầu lên ngọn sen lên liền, lên ngó sen, ngọn sen lên, lá lên rất là nhiều. Trồng 2 năm rồi đó các bạn, hy vọng rằng nó ra bông cho mình để mình ngắm nó ha. Đất thì mình nước này mình xài nước giếng, lâu lâu mình bỏ vài viên NPK vô đây nè cho nó tốt. Bên đây là súng. Súng thấy nó ngủ gục rồi phải không, nhưng mà nó không có chết đâu. Từ hôm vừa rồi mình mới sang chậu cho nó rộng rễ, nó xỉu xỉu vài bữa thôi, chứ cái mầm, cái sự sống nó vẫn còn trong cái thùng này. Nó cũng sẽ lên tiếp tục thôi, mấy cái này nó dễ sống lắm, mình không có sợ gì hết, không lo lắng gì hết. Quá cưng, quá yêu luôn. Đây, chia sẻ với cả nhà ha. Rồi. Được rồi. Đây. Đây, hoa ly nè các bạn. Cái mấy bạn ở Việt Nam gần Tết á, mình chọn mình chơi Tết, không kịp Tết âm lịch đó. Đa số là không có kịp Tết âm lịch đâu. Bởi vì nhà vườn người ta có kỹ thuật, người ta canh ngày giờ cho nó chính xác. Còn mình trồng mà cho vui để mình thưởng thức thôi. Nhiều khi Tết âm lịch không được thì mình chơi Noel, Tết Tây. Còn cái bông này ở đây á, là mình ở Úc thì trồng phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu. Ví dụ năm nay nóng sớm là bông sẽ trổ sớm, năm nào mà lạnh nhiều thì bông sẽ trổ trễ. Vậy thôi các bạn ơi. Năm nay thời tiết nóng cho nên mấy cái bông này ra nụ trơn luôn rồi. Chứ năm ngoái thì có một vài cây ra nụ thôi. Cái này nè, nó chỗ sớm nè. Từ cái nụ này mà chờ nó ra bông nó còn hơn tháng nữa, 1-2 tháng nữa. Cho nên nó cũng không có nhanh đâu, từ từ nó. Mình cập nhật cho các bạn là nó còn sống tốt, khỏe ha. Cho nên mà các bạn nào mà mua củ ly giống về trồng á, cứ an tâm, cứ mua, cứ trồng thoải mái. Nó không có chết.
nó xong cái thân cây đó rồi nó lại mọc lên nữa, mỗi năm nó mỗi mọc, nó đâu có chết đâu, đâu có mất mát gì đâu, mình không có thiệt thòi gì hết. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video mình cập nhật của cây hoa lily trồng từ cũ ha, với là sen trồng từ hạt của mình ha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi mình xin phép tắt video.